Chào các chị em, hôm nay xin được giới thiệu với các chị em một sản phẩm mặt nạ nâng cơ. Các chị em đều mong muốn là được trẻ hóa làn da đúng không ạ? Ví dụ như là làn da của mình là mình bao giờ mình cũng mong muốn là nó được được xóa nếp nhăn đúng không, và được đẩy cơ lên cho da nó căng mọng hơn đúng không ạ? Thì ngoài cái dưỡng da hàng ngày ra thì là mình thì có thêm một cái dòng sản phẩm nữa để trợ giúp cho các chị em, đó chính là cái dòng gel nâng cơ của Hàn Quốc, xuất xứ là từ Hàn Quốc, chiết xuất là từ thành phần tự nhiên, trong đấy là có cái cây huyết rồng. Và nếu như mà các chị em mà đi spa nâng cơ mỗi một lần ấy thì là phải mất vài triệu, nhưng mà với một gói sản phẩm này thì các chị em chỉ tiêu tốn có chưa đầy 100.000 đâu ạ, 99.000, và một cái gói này các chị em có thể dùng đến 3 lần. Như vậy là so với cái mặt nạ thông thường là giá nó cũng rất là tương đương, và đây là hàng nhập khẩu được lấy từ trực tiếp từ công ty đấy, nên là chúng ta mới được cái giá tốt như vậy. Và sau đây thì em xin hướng dẫn các chị em được sử dụng cái dòng mặt nạ gel này. Đây là một dòng mặt nạ giúp nâng cơ mặt và được sử dụng dưới dạng là gel. Các chị em sẽ sử dụng đó là 3 lần một à sorry 3 ngày một lần. Đấy, 3 ngày một lần. Thì chúng ta sau khi rửa mặt xong ấy thì là chúng ta sẽ sử dụng cái gel này. Đây ạ. Chúng ta sẽ bôi từ dưới lên, thoa đều từ dưới lên, chúng ta sẽ đẩy để tí nữa nó sẽ kéo căng cái cơ này của các chị em này. Tức là mình sẽ phủ cái kem này, cái gel này khắp bề mặt của cơ mặt, và chúng ta sẽ bôi thật nhanh, bởi vì là nó sau này nó sẽ kéo căng da của chúng ta ra, và nó như là một cái lớp màng ấy, nó bao phủ da mặt của chúng ta. Nếu được thì các chị em cứ thoa từ dưới cổ thoa lên được. Chúng ta tán đều với kem này. Suốt cái quá trình một lúc nữa nó khô ấy là các chị em sẽ nó khô ấy, là các chị em sẽ không nói được nữa đâu. Bây giờ cái lớp gel nó đã khô rồi, nói không nói được nữa. Đấy là nó sẽ cố định cái da mặt của chúng ta, cố định. Và các chị em có thể để nó khoảng từ 20-30 phút. Sau đó là chúng ta sẽ đi rửa mặt. Chúng ta sẽ duy trì cái đắp mặt nạ gel nâng cơ này ấy, khoảng 1 tháng các chị em sẽ thấy có hiệu quả luôn ạ. Cứ 3 ngày một lần. Cảm giác như da của mình nó căng lên các chị ạ, nó căng hết cả lên, không nói được nữa. Và cái lớp mặt nạ này nó sẽ khô lại, xong đó nó kéo căng cái da của mình ấy.